Xin chào tất cả mọi người Hôm nay là ngày 31 tháng 12, là ngày cuối năm dương lịch Và đêm nay sẽ là đêm giao thừa Giao thừa chuyển giao từ năm cũ qua năm mới Và đêm nay người ta gọi là La Science Và Tại sao chúng ta lại có cái tên gọi như thế này Và tại sao chúng ta lại mừng cái lễ này Thì tôi xin gửi tới các anh chị một cái tài liệu nhỏ nhỏ Để giải thích cái ý nghĩa của cái tên gọi La Science Investor Trước hết khi nhìn vào cái đề tượng của bài này Chúng ta thấy có một cái chút gì nó bất thường Đầu từ phía đây là mừng lễ La Saint Sylvestre Ở đây nó có cái sự bất thường bởi vì Saint là một vị thánh phái nam Người phái nam Như vậy đáng lẽ phải đây là Lô Saint Sylvestre Nhưng người ta không dùng Le, người ta dùng La Do bởi người ta hiểu ngầm Ở trong này có cái chữ là La Fête Saint Sylvestre Tại sao chúng ta lại mừng lễ ờ, Saint Sylvestre Il n'existe sans doute pas de festivité au caractère plus universel aujourd'hui que celle le passage à la nouvelle année. Chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, không có một cái ngày lễ hội nào lại mang cái tính chất phổ biến, phổ cập ngày hôm nay hơn là lý cờ. Chúng ta thấy có một cái sự so sánh phổ biến hơn, phổ cập hơn. Là cái ngày lễ nó kỷ niệm, nó mừng cái sự chuyển giao từ năm cũ qua năm mới. Passage là đi qua. Động, uh, danh từ passage xuất phát từ động từ passer là đưa là đi ở đây chúng ta thấy có chữ festivité này festivité là một cái từ rất là tổng quát nói về tất cả các cái hội hè đình đám không có cái ngày lễ hội nào mang cái tính chất phổ biến ngày hôm nay hơn là cái ngày lễ hội mà nó mừng cái sự chuyển giao qua năm mới rituellement le 31 le décembre les chaînes de télévision nous montre des images de population en liesse. Richelieu nghĩa đen đầu tiên là theo nghi thức, ở đây chúng ta dịch là theo thói quen. En là một sự hân hoan, cuồng nhiệt, vui vẻ, nhưng mà phải dùng cho đám đông. Nếu dùng cho một người thì người ta không có dùng chữ en liesse. là một đám đông đông đảo mà vui mừng, nhảy múa, ca hát, cuồng nhiệt, thì gọi là en Theo thói quen thì vào ngày 20, vào ngày 31 tháng 12 thì các kênh truyền hình sẽ cho chúng ta thấy những hình ảnh của những đám đông dân chúng cuồng nhiệt vui mừng. Qui s'embrasse chaleureusement en se souhaitant une bonne année. Những đám đông này ôm nhau một cách nồng nhiệt và chúc cho nhau một năm mới. Nous avons pris l'habitude de nommer ces festivités en parlant du réveillon de la Saint-Sylvestre. Chúng ta đã thói quen là chúng ta gọi những cái ngày lễ hội này là Réveillon de la saint Sylvestre, Réveillon là bữa ăn đêm ở trong các cái dịp lễ lớn người ta ban đêm người ta ăn uống gọi là Réveillon Il faut pourtant rappeler que tuy nhiên phải nhớ rằng từ từ rappeler tuy nhiên phải nhớ rằng ce rituel de religieux cái nghi thức này cái nghi thức là mừng lễ mừng cái sự chuyển giao từ năm cũ qua năm mới vào cái ngày lễ gọi là Saint Sylvester -Sain này không có gì là mang tính chất tôn giáo cả. Puisqu'il célèbre un événement lié à notre calendrier civil. Bởi vì cái ngày này á nó kỷ niệm, nó mừng một cái biến cố liên quan tới lịch dân sự. Dans beaucoup de pays, le calendrier civil ne coïncide pas avec le calendrier religieux. Trong rất nhiều nước thì cái lịch của dân sự này không trùng khớp với cái lịch của tôn giáo Ở đây chúng ta có động từ Coencide quen Coencide quen là trùng hợp cô Coencide chúng ta thấy có y trema Chúng ta phải phát âm tách nó ra Coencide trùng hợp với Ở đây người ta muốn nói là Không phải là vì Cái ngày 31 tháng 11 xin lỗi tháng 12 này mang cái tên là saint vest Là do bởi có mang cái tính chất tôn giáo Không phải như vậy Là bởi vì cái, các cái ngày lễ dân sự và các ngày lễ tôn giáo nó không có trùng hợp với nhau và bây giờ người ta chứng minh người ta chứng minh cho chúng ta thấy là không có sự trùng hợp nào về có sự trùng hợp mà không mang tính tôn giáo do le nouvel an chinois ví dụ điển hình, ví dụ dễ thấy nhất đó là ngày Tết Nguyên đán nouvel an chinois ce changement d'année a toujours lieu entre le 21 janvier et le 19 février, mais la date varie d'une année à l'autre. Cái việc chuyển giao từ năm cũ qua năm mới theo phương đông, theo lịch âm thì luôn luôn diễn ra trong khoảng từ 31, 21 tháng giêng cho tới 19 tháng 2. Và cái ngày này, nó nằm trong cái khoảng này, này và cái ngày này thay đổi từ năm này qua năm khác, varie d'une année à l'autre. Donc, varie là thay đổi. En Europe, la célébration du nouvel an Data de Junceza ở bên châu Âu thì việc mừng năm mới đã có từ thời của hoàng đế Jean César. Tổng từ Data là có niên đại từ có từ. Alors quin cette fête traditionnelle a à une histoire vieille de 4000 ans. Trong khi ở bên Trung Quốc thì cái ngày lễ của truyền này thì đã có một cái lịch sử lâu đời tới 4.000 năm. En Europe, la célébration du nouvel an, le jour de la Saint-Sylvestre, est beaucoup plus récent và trong khi đó thì ở bên châu Âu cái việc mà mừng lễ năm mừng năm mới đó, tức là người ta gọi là ngày của Saint Sylvester thì rất là gần đây thôi và người ta chứng minh này se talipok de Junsera seza k été imposé à Rome le nouveau calendrier qui faisait commencer l'année le 1 janvier chính vào dưới triều đại của hoàng đế Junsera tức là từ 100 năm cho tới 44 năm trước công nguyên thì ở thành phố Roma cái lịch mới này đã được áp đặt lên trên dân chúng và nó cho thấy là cái năm mới bắt đầu ngày mùng 1 tháng riêng. Như vậy chúng ta thấy ngày Tết dương lịch ngày mùng 1 tháng riêng mà chúng ta bây giờ đã có thói quen dùng nó chỉ mới đây thôi, mới chỉ có 2.000 năm nay thôi. Kể từ thời công nguyên trong khi lịch âm lịch thì đã có tới 4.000 năm xa xưa gấp nhiều lần, gấp hai lần. Ở đây chúng ta thấy là cái con số 100, rồi AV, rồi chấm, rồi J, rồi chấm, rồi C Số 44 như vậy Thì chúng ta đọc như thế nào? 100, rồi có AVJC Chúng ta đọc là l'an song avant Jésus Christ Số 44 nha 44 avant Jésus Christ AV là avant, JC là Jésus Christ Au cours des siècles suivants l'Église chrétienne a pris le relais en faisant coïncider la célébration du Milan avec celle du prêtre Sylvestre, un pape romain mort le 31 décembre 335, après avoir occupé le Saint-Siège pendant 22 ans. Và trong nhiều thế kỷ, thì hội thánh, giáo hội, thiên chúa giáo đã tiếp tục cái truyền thống này bằng cách làm cho cái ngày này trùng khớp với cái ngày mừng năm mới đó, với cái ngày mừng lễ của một vị giáo hoàng người Roma qua đời vào ngày 21 tháng 31 tháng 12 năm 335 sau khi đã ở trên ngôi giáo hoàng 22 năm. Như vậy tới đây chúng ta hiểu rồi là cái việc mà đưa ngày mùng 1, đưa ngày giao thừa 31 tháng 12 qua ngày mùng 1 đó, là trùng khớp với cái ngày lễ bừng một vị thánh của trong giáo hội thiên chúa giáo do đó người ta gọi cái ngày này là ngày Saint xin -Sain vest nhưng mà không có mang ý nghĩa gì với cái ngày lễ tôn giáo cả nó chỉ là một sự trùng khớp ông fosan quen sidde một sự trùng hợp mà thôi néanmoins jusqu'à la fin du moyen âge des différents notables existaient toujours en les différentes régions du royaume de france Tuy nhiên, tới cuối thời Trung cổ thì có những sự khác biệt rất đáng kể vẫn còn tồn tại ở trong nhiều vùng miền của Vương quốc nước Pháp. Car les événements religieux qui étaient privilégiés pour célébrer la nouvelle année n'étaient pas les mêmes partout, bởi vì các cái biến cố, các cái sự kiện về tôn giáo để mừng cái năm mới đó, không phải chỗ nào cũng giống nhau. La Saint-Sylvestre était parfois délaissée au profit de l'année, au profit de Noël. Còn d'autres préférés la fête de Pâques. Như vậy, có một số nơi người ta đã bỏ đi cái ngày saint Silvestre mà người ta lấy cái ngày lễ Noel làm năm mới. Rồi một số nơi khác thì lại thích lấy ngày lễ Pâques, lễ phục sinh. Finalement, sau cùng thì, c'est l'intervention du pouvoir d'État qui permet d'imposer une date uniforme pour tout le royaume. Sau cùng thì chính quyền phải ra tay, nhà nước phải ra tay, nhà nước can thiệp vào và ấn định là một cái ngày chung, một cái ngày chung cho toàn quốc, cho toàn thể vương quốc, đó là ngày mùng 1 tháng riêng, là ngày chuyển giao qua năm mới. Dr. từ là bỏ rơi, bỏ mặc. O là có lợi. Người ta đã bỏ mặc cái ngày mùng 1 tháng riêng này, cái ngày Saint Vest này, để mừng năm mới là ngày Noel. Rồi một chỗ khác lại mừng năm mới vào ngày lễ Park, lễ Phục sinh. Và sau cùng, nhà nước phải can thiệp vào và ấn định một cái ngày chung cho toàn vương quốc, đó là ngày mùng 1 tháng riêng. Và bây giờ chúng ta coi cái ngày ăn uh, gọi là Saint-Sylvestre -Sain Chúng ta ăn réveillon Ăn uh, giao thừa Saint-Sylvestre -Sain Le réveillon de la Saint-Sylvestre -Sain Le réveillon du jour de l'an Ou encore le réveillon du nouvel an Ba cái chữ này là một Đêm uh, giao thừa của Saint-Sylvestre -Sain Đêm giao thừa của năm mới thì C'est une coutume qui consiste à fêter l'arrivée du nouvel an Enveillant jusqu'à minuit, le soir du 31 décembre. Dernier jour de l'année, jour retenu par l'Église catholique pour célébrer le Pape Saint-Sylvestre Ier. Cái đêm mà giao thừa, chúng ta gọi là đêm Saint-Sylvestre này, gọi là đêm giao thừa năm mới, thì nằm ở chỗ là người ta mừng cái việc năm mới đã đến và người ta thức khuya, độc từ ve-yê là thức khuya, cho tới nửa khuya, cho tới nửa đêm, để nửa đêm của đêm 31 tháng 12, tức là ngày cuối cùng của năm và cái ngày này được hội thánh, được giáo hội Công giáo mừng lễ Đức Giáo Hoàng xin phép thứ nhất. Như vậy đây là một sự trùng hợp ở bên giáo hội trong cái tôn giáo thì người ta mừng lễ này ở ngoài dân sự thì người ta lại mừng cái ngày chuyển giao từ năm cũ qua năm mới. Do đó đêm nay người ta ăn mừng cái đêm giao thừa thì lại cũng trùng hợp với ngày này. Do đó người ta lấy cái tên này để gọi cho nó tiện và từ đó có cái tên là la, Le Réveillon de la Sainte Sylvestre. Le Réveillon du jour de l'an pour se en famille ou avec des amis. Và bây giờ chúng ta coi cái một vài cái tính chất về mừng lễ đêm giao thừa. Đó. Thì đêm giao thừa được mừng lễ ở trong gia đình hoặc là với bạn bè. Trong gia đình là đêm Noel, còn đêm này là với bạn bè. Nhưng mà tuy nhiên người ta cũng mời bạn bè, mời gia đình luôn, họ hàng. Ainsi au Japon, en Colombie, en Argentine et en Uruguay. Le réveillon de Nouvel An se fait traditionnellement en famille. Như vậy, ở bên Nhật, bên Colombia, bên Argentine, bên Uruguay, các nước Nam Mỹ, đó, thì cái ngày đêm giao thừa này được mừng theo truyền thống chỉ trong gia đình mà thôi. En Russie et dans les autres anciennes républiques soviétiques, le réveillon de la saint sylvestre est fêté en réunissant la famille et les amis proches. Trong khi ở bên Nga, và một số các quốc gia ở trong cái cộng đồng nga cũ của, của uh, liên bang xô viết thì cái đêm giao thừa xanh này được mừng lễ bằng cách uh, người ta tụ họp gia đình và một số các cái bạn thân les amis proches en raison du décalage horaire les les îles de la ligne uh, la partie de kirabi et les îles samoa sont les premiers lieux à fêter le nouvel an theo do bởi cái sự có cái sự lệch giờ decalas ore tức là cùng một thời điểm này thì ở chỗ khác nó là múi giờ khác ở chỗ này là múi giờ khác do bởi có sự lệch múi giờ thì các cái đảo gọi là đảo ở trong cái đường đường đổi giờ này và các cái đảo Samoa là những cái địa điểm đầu tiên để mừng năm mới et passe de la Nouvelle année và chuyển qua năm mới đầu tiên alors que les Samoa américains sont le dernier lieu à le faire. Trong khi các cái đảo cũng là Samoa mà thuộc nước Mỹ thì là những cái nơi trốn cuối cùng mừng năm mới. Aujourd'hui, la saint sinvers est fêté dans presque tous les pays du monde. Ngày hôm nay, đêm giao thừa gọi là đêm saint sinvers được mừng ở hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới. Il y a quelques exceptions. Tuy nhiên, có một vài, vài ba luật trừ comme l'Arabie Saudi giống như là bên nước Ả Rập Saoudite, où la police respecter le calendrier islamique. Ở bên đó, chính sách tôn giáo yêu cầu người dân phải tôn trọng lịch của Hồi giáo. Như vậy, ngày đêm hôm nay, ở bên Hồi giáo, người ta không, bên Ả Rập Saoudite, người ta không có mừng đêm giao thừa. Và bây giờ chúng ta coi cái đường đổi giờ, tại sao Tại có cái đường đổi giờ và tại sao lại có những quốc gia mừng đêm uh, giao thừa mừng năm mới trước rồi có những quốc gia mừng năm mới sau. Ở đây chúng ta coi một cái hình nó không có rõ lắm, bản đồ thế giới đây. Và chỗ cái mờ cái mảng xanh to này là Thái Bình Dương. Và người ta có một cái đường đổi giờ, cái đường này nó không có thẳng lắm, nó đổi giờ. Tức là bên này qua ngày mới rồi chỗ này vẫn còn ngày cũ này. Thì cái đường đổi giờ này nó đi đi qua Thái Bình Dương và người ta nói là những cái đảo Samoa ở bên phía tây phía tây là phía này này thì mừng năm mới đầu tiên bởi vì mặt trời mọc lên mọc lên nhưng mà tới đây mới là năm mới thì cái đảo này mừng năm mới đầu tiên rồi những cái đảo cũng là Samoa nó nằm ở bên phía bên kia của đường đổi giờ nó thuộc Mỹ thì là nơi cuối cùng để chúng ta hiểu như thế này năm mới ở tới chỗ này đầu tiên rồi tới đi tới đi nó đi mãi cuối cùng đi qua bên Đức Nhật đây này cho tới Trung Quốc rồi tới Việt Nam qua Thái Lan rồi qua bên các nước cận đông rồi qua bên châu Âu nó đi qua Đại Tây Dương rồi tới nước Mỹ rồi đi qua hết vòng này nó đi qua hết nước Mỹ đây và lại tới đi qua Thái Bình Dương và tới cái đảo bên này này nó sát nhau nhưng mà nó thuộc về cái mũi giờ khác như vậy chỗ này là mừng năm mới sau cùng ở bên này là mừng năm mới đầu tiên và chúng ta coi một cái bản đồ khác để thấy rõ ở đây này cái đường đổi giờ nó không có thẳng nó đi như thế này do người ta quy ước với nhau này thì các cái đảo phía bên này này nó nằm ở trong cái chỗ cái khung này này Samoa Occidental đảo Samoa mà phía tây mừng năm mới đầu tiên rồi tới các cái đảo này tới các đảo này rồi tới New Zealand tiếng pháp gọi là New Zealand rồi tới úc rồi mãi mãi tới Philippines rồi tới Việt Nam chúng ta những cái phần đất này là những cái nơi đón mừng năm mới đầu tiên trong khi cũng nhìn qua bên này một chút thôi Samoa ở phía bên này Somo Oriental thuộc Mỹ thì nó phải chờ tới 24 tiếng sau nó mới mừng mừng năm mới bởi vì nó đi theo thế này, nó đi theo chiều như thế này và đi qua bên châu Á à, rồi tới châu Âu rồi vòng qua bên kia. Để chúng ta tưởng, tưởng tượng như thế này, trái đất hình tròn, đây là một cái đường đổi giờ, một cái đường tưởng tượng thôi và ở đây chúng ta thấy cái đảo này ở bên này mừng năm mới trước rồi tới đây rồi tới Úc đi qua rồi đi một vòng trái đất qua bên kia nó đi hết rồi chạy tới chỗ này thì cái đảo ngay bên cạnh nó thôi thì nó lại thuộc về cái múi giờ khác và nó mừng năm mới cuối cùng và bây giờ chúng ta sẽ coi cái nước nào mừng năm mới đầu tiên Quels seront les pays à entrer en 2023 Đây là một cái thông tin mới nhất này Nước nào là nước đầu tiên sẽ đi vào năm 2023 Chaque année c'est notamment en Nouvelle-Zélande qui entrera en 2022 à midi en Française ở đây chúng ta vừa nói cái đảo này rất nhỏ nhưng mà cái quốc gia lớn đây là New Zealand, New Zealand này thì hàng năm đặc biệt là nước New Zealand Tân Tây Lan là cái nước đi vào năm 2023 đầu tiên và lúc đó ở bên Pháp là giữa trưa Midi. si vous être les premiers à entrer dans la nouvelle année. Nếu các bạn muốn các bạn là những người đầu tiên đón mừng năm mới thì các bạn nên đi qua nước New Zealand ở đây người ta đón mừng năm mới trước tiên. Le pays est suivi de près par l'Australie, New Zealand là nước New Zealand trong tiếng Anh thì kế tiếp sau đó là nước Australia sẽ mừng năm mới vào lúc 14 giờ giờ Pháp. Tức là bên này mừng xong ở đây mừng năm mới thì bên Pháp đang là 12 giờ trưa. Tới khi nước Australia mừng năm mới tức là 12 giờ đêm thì bên Pháp là 2 giờ chiều. Như vậy chúng ta nếu muốn đi mừng năm mới, đầu tiên chúng ta nên đi qua nước gọi là New Zealand. Nước Nouvelle Zealand nó nằm ở chỗ này ạ. Cái đây đường đổi giờ này, ở đây là đại dương mênh mông không có nước nào hết và tới cái chỗ mà có con người sinh sống ở nước Nouvelle Zealand là những người dân nước này là những người dân đầu tiên trên thế giới mừng đón năm 2023 sau đó tới nước úc thì chúng ta đi qua bên này là indonesia rồi tới philippines rồi tới nước nhật vân vân rồi mới tới nước việt nam nước việt nam nằm ở chỗ này ạ và xin chào tất cả mọi người